trăm triệu đấy. Ngày xưa đến Quảng Ngãi em về đây em định nhảy giao thông này nhưng mà cương mà không được. Bây giờ mình nhảy ra về không được, mà nó kiện cáo chết. Phải học bên cảnh sát bên kia mình nhảy ra giao thông. Thế là ai? Tấn ý. Tấn ngày xưa về Phú Lý này, chuyển ra định về Phú Lý tách tỉnh mà. Xong là bảo ông Cương anh xin ra giao thông đấy, ông bảo không được. Xong giờ chết, nó kiện cáo chết. Nhảy cho bên kinh tế nội tuyến ấy, ngoại tuyến ấy. Gia nhảy sang rồi có một cái clip mọi người có xem không? Cái bà này đi công an ấy nhỉ? Chậm quá nhỉ? Cái bà đấy là công an nhỉ anh? Công an đấy, đại lý hả nó ấy? Vâng. Rẽ phải rẽ trái? Đi thẳng anh ạ. Thẳng luôn ạ. Thẳng luôn. Bà đấy thì cũng tòi thôi. Nó không cho mình nhiều loan rồi. Bà ấy sẽ đem đi tù chứ bà làm hỏng hết cả hình ảnh của công an. Thì ra rất nhiều tay công an nó ăn nói linh tinh. Nhưng con mụ này nó nói kinh quá. Ghê gớm quá. Ghê gớm quá. Ghê gớm quá. Nó không được tác phong của công an. Tất nhiên là không ăn mặc quần áo công an. Lúc ấy là anh như người dân thường. Anh đi như kiểu đi chơi, cuộc sống đời thường thôi. Nhưng mà anh vẫn là cái người trong ngành công an. Được đào tạo thứ mà trông chắc là chắc bà để rút thẻ nó mới biết là công an không anh ơi. Không, về sau nó điều tra điều tra dạ. Chứ lúc đấy không biết dạ. Nó không biết lúc đấy nó không biết sao ấy. Chứ bà này nói công an thì chúng nó xử lý theo kiểu khác nó sẽ nhưng mà đây nó ghê quá đây không như này này cái trường hợp này là kiểu ta đây kiểu như là tính chất của bà là không mềm gì hỏng. Bản chất của nó là bản công an quận Đống Đa. Thế xong rồi. Đấy đèn đỏ xanh đỏ rẽ phải nhỉ? Đây ngay đây rẽ luôn. Thế và tiếp theo là đây là một cái clip này là của một người khác quay lên chứ không phải là an ninh không an ninh hàng không nó sẽ thiếu gì cả nhàn nhản ở đấy. Đấy nó quay lên nó đưa lên toàn bọn nó an ninh nó đưa trước cả an ninh hàng không dân ấy cộng đồng mạng nó đưa trước cả thì bà ở Mỹ thế thì ai đứa nào cũng chẳng quay nó không biết ở đấy nó không biết là nó đưa lên phát là nó bắt đầu nó vào điều tra thì báo chí nó biết là nhà vào thì điều tra là ra như thế. Nhưng mà cái bà này bà còn thách đố quay đi mà an ninh hàng không rồi nhàn nhàn ở đây luôn. Nhưng mà đúng là con mụ ghê quá chứ. To cao đen hôi chứ. Bởi bọn nó toàn vậy hết anh ạ. Cái đợt em lên con quan thành phố làm cái thằng Sơn nó làm cái chứng minh vậy. Nên nó như chợ bùa ấy. Đợt em nói âm thì nó bảo là hộ tịch không có lấy rồi. Thế anh em bảo là lấy sao được. Hộ tịch nguyên tắc là lấy chứng minh thì mới trả hộ tịch. Mà con tôi nó bảo chưa trả. Thế nó cứ bảo không trả rồi không có. Con thiếu tá bảo này chị nói cẩn thận. Nói với chị như vậy. Thế chị cứ tìm đi. Nó bảo không phải tìm. Sao điều kiện nó vậy. Bao bọn nhân viên nữa nhỉ, bọn chị đừng nói vậy. Chị là đại tướng của dân đấy. Tôi làm là đúng theo luật. Còn không bao giờ đầy thủa là hộ tịch tôi làm là chị giữ lại. Chị làm xong chị trả chứng minh chị trả hộ tịch. Chứ không bao giờ là trả hộ tịch trước. Đấy là nguyên tắc. Thế nó cứ chợ mua nên nó bảo là cái này rồi em nào buông này. Thế rồi sau là bà kia bảo thấy bà tìm ở đây. Tên là gì là Nguyễn Thị Hồng Thái ở đây. Chị thấy chưa? Nguyễn Hồng Thái nằm đây chị thấy chưa? Chị đừng nằm cái kiểu như vậy. Đây là cái bọn trẻ trẻ họ toàn cùng trung úy với cả thượng úy nó nhìn nó cứ nhìn em buông chợ mua lắm quán chợ mua lắm chợ mua trắng chợ bất hộ tịch này 7 triệu đây nè nghĩ là vâng 7 triệu làm lại. Làm lại 7 triệu đấy. 7 triệu mà con biết không 10 triệu đấy nhỉ. Mà nó cứ làm mất của mình sao vậy? Vâng. Nó cứ đổi phế cho mình. Đổi phế mình đấy. Nói rồi. Yeah. Vâng, không phải đơn giản đâu anh ạ. À. Không phải là gì đâu. Lại phải giấy tờ cái thứ là nó cấp lại là mất 7 triệu đấy. Nó quen biết đấy. Không phải 10 triệu. Hộ tịch anh ạ. À. Đó ai làm? Ủi nhiều chứ anh. Thế
Bọn này ăn quen rồi, con mũ ăn nó quen rồi. Nó thu của mình hộ khẩu chỗ tịch. Hộ tịch để làm chứng minh cho mình. Nó đi điều tra về phường điều tra. Điều tra chứng minh thư, làm chứng minh thư anh ạ, xong rồi sau đó nó hẹn ngày đấy mình lấy. Lấy thì nó trả chứng minh thư nó trả hộ tịch cho mình. Nó viết một cái phiếu nhận. Anh ạ. Thế mình đưa cái phiếu cho nó thì nó cứ kêu là lấy rồi. Đến cái ngày mình đi lấy thì mình mang cái phiếu đấy. Đi lấy thì lúc nó giả thì lại không có chứng minh, à không có hộ tịch. Xong có khẩu nữa. Hộ khẩu không có, nó bảo là mình lấy rồi. Đấy, thế mà trong đó chứng minh mình chưa lấy. Bởi vì là nó lấy rồi thì có ký kiếc gì đâu đúng không? Vâng, không lấy, không ký. Thế nên là nó đổi phấy cho mình. Đổi phấy cho mình là lấy rồi. Đúng rồi, nhưng mà nó đối với nguyên tắc thủ tục thì nó chưa trao chứng minh làm sao mà lấy được. Với lại nếu mà lấy rồi nó phải có cái chữ ký của mình đã lấy chứ. Nó phải có quyển sổ nó ra. Chị em xin hộ tịch. Thế nó bảo là tên là gì, cái động thái nó bảo lấy rồi. Nó bảo chị điện thông Sơn, Sơn nó bảo không, có lấy đâu. Nó bảo rồi, để tôi đến cho con tôi. Khi con nó bảo không, con chưa gì cả. Thế nó bảo phân tích nó nói như vậy. Thế bảo đúng nguyên tắc như vậy. Là nó cứ bảo đi rồi, trồng hồ mấy trồng. Lâu rồi anh ạ, cách đây hơn chục năm rồi. Ngày xưa nó làm chỗ bên trái được rồi, chỗ mình lấy bánh xèo bánh nướng đấy anh. Bây giờ nó chuyển ra chỗ đường này rồi, chỗ đây hơn chục năm rồi. Vâng, lâu rồi. Mất dạy thì mất dạy. Còn này chắc là đổi phó. Mà sao chứng minh thư nhân dân nó phải làm cho mình cẩn thận. Không, khi mình mất ấy. Mất chứng thư. Ngày xưa nó bị ăn cắp, nó bị móc túi ở chỗ ra bát ấy. Bóc hết các thứ. Thế là phải làm chứng minh thư này để nó đi xin việc đấy anh. Thế nên làm. Mình nên làm thì không qua phường, mình lên trực tiếp thành phố làm luôn cho nó nhanh. Qua phường thì phường nó phải lên trên đấy. Ôi lằng nhằng lắm. Ngày xưa thằng Hải Cầm làm phường vậy. Ông ngày xưa đấy mất chứng minh thư làm đi vào Sài Gòn đấy. Thế là ui giời, bảo nó doát đi ăn uống cứ như khét khất lần khất lượt. Giáp đi ăn là anh cố gắng giúp cái người cụ làm cho anh cụ đi vào Sài Gòn đi là cô em gái. Và rồi cứ lần lúc ăn bắt bún rửa cầy ăn gặp nói hay lắm, cuối cùng đã ăn xong bắt đầu nó cứ gậy kéo dài gặp nó cứ lủi hai tuần nửa tháng rồi sau lại phải lên trên công an tỉnh nào đưa cụ già lên làm cho mất 50.000 cho nó để lấy cho anh. Không có găm cho một tháng và mất 50.000 đưa tuần sau đấy. Em dắt cụ lên làm phức tạp. Rồi cái đợt cái mà hộ tịch của cụ với cụ bà chuyển đến anh đấy. Cái bìa đấy anh. Để lâu không về chuyển sang hộ tịch sổ đỏ này. Về hạch. Nó đưa 80.000 đấy thì mình làm. Thôi thôi. Cái này nó coi như là không tác dụng nữa. Nhà nước nó hủy lâu lắm rồi. Mà anh không làm anh cứ để cái bìa mà anh. Ngày xưa mẹ với ông đấy. Thế em muốn đưa ông về đây để nhập tịch vào nhà em mà. Nên là hành. Rồi làm đi 80.000 thì đưa 80.000 ấy, 80.000 to. 80.000 mới làm được thì không làm được. Cái này nó bỏ lâu lắm rồi. Thằng cái đường này đi đâu nhỉ? Đấy, vào Tam Trúc này anh. Vào Tam Trúc.